Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây. Chào mừng trở lại với Last Day on Earth. Chúng ta cùng dây nhà này nha các bạn. Player 8851 các bạn ạ. Cùng tiến vào nhà nào các bạn. Không có gì trong xe tải cả. Tôi bị thoát đăng nhập các bạn ạ. Quá bực. Tự nhiên mạng méo làm sao ấy. Game làm sao ấy. Suốt ngày lỗi thôi. Thế nó có bực không cơ chứ. Trong xe tải không có gì nha các bạn. Quá buồn. Game giếc làm ăn chán quá các bạn ạ. Cùng xuống đây nào. Cùng chặt cái tường gỗ này xuống nha các bạn. Chưa gì đã 16 tiếng động rồi các bạn ạ. Cùng đặt thuốc nổ nào. Tránh xa ra nhé. Cùng xử lý làn sóng zombie này nào. Bị bắt buộc phải thoát khỏi game nó mới đau chứ. Không hiểu game làm ăn kiểu gì biết nữa. Có cái giá phơi da này thì các bạn thì zombie không vào được nha các bạn. Đây là một mánh rất hay các bạn ạ. Còn con zombie kia nữa. Floater Boater lại đây nào, đúng ngu ngốc. Đứng yên nào, đấy, thế phải tốt không? Cùng chặt chiếc hòm đầu tiên xuống nào các bạn. Bên trong chúng ta sơi một khẩu shotgun với Glock 17 hỏng các bạn ạ. Với thức ăn nữa. Mấy gỗ này. Gỗ luôn xịn các bạn ạ. Cùng chặt chiếc hòm thứ hai xuống nha các bạn. Nại sắt này, thỏi sắt này với cả gỗ tiếp. Mấy bảng mạch, mấy 3 cái thẻ đỏ, mấy 11 cái điện thoại. Cùng để đồ ra xe máy nào các bạn. Dụ bọn zombie ra đây nào. Đúng rồi, lại đây nút ngốc. Đúng là nút đần độ. Vậy là trong xe máy đã đầy. Rồi lại vào đây nào các bạn. Chặt hết tất cả các hòm này xuống nha các bạn. Chặt hết tất cả luôn. Rồi cùng xem trong đây có gì nào các bạn. Chỉ còn hai cái. Chỉ còn hai cái dìu thôi các bạn ạ. Trong đây chúng ta có thịt khô này, vải này các bạn. Đá nữa tôi cũng lấy nha các bạn. Trong đây không có gì. Trong đây lại có sắt nha các bạn. Lưỡi cưa này. Lại vải nữa này các bạn. À quên, box sai để nung gạch đỏ nha các bạn. Xăng này các bạn. Lại đá nữa. Lại thức ăn nữa. Năm gỗ đổi với hai cái cờ lê nha các bạn. Trong đây không có gì cả. Lại đây nào, đám zombie kia.
Sao game của tôi giật lag kiểu gì ấy các bạn ạ? Bỏ xăng ở đây nha các bạn rồi chạy nào. Đám zombie ngu ngốc chẳng biết cái gì cả. Cùng soát lại nào các bạn. Có vẻ như tôi không bỏ thiếu cái gì cả. Không có gì cả. Không có gì cả. Không có gì cả. Một cái USB này các bạn. Không gì cả. Trong đây chúng ta có 20 gỗ nha các bạn. Lấy luôn nha các bạn. Lại 20 gỗ nữa này. Đổ với cái gì bây giờ nhỉ? Đổ với 5 cái thịt khô. Nhà tôi có đầy đầy thức ăn không thiếu. Bỏ gỗ ra nha các bạn. Sắt này các bạn. Lại sắt tiếp. Thôi té khỏi đây thôi các bạn ạ. Không đùa đối với Big One được đâu. Con Big One ngu ngốc kia. Chào tạm biệt. Đồ điên. Tao ghét mày. Chết mấy lần vì con Big One rồi. Chết cả chục lần rồi ấy chứ. Vậy là như chúng ta thấy cái nhà này tốn một quả thuốc nổ. Và chúng ta được hai khẩu súng. Nhà tốn một quả thuốc nổ, được hai khẩu súng với bao nhiêu nò gỗ với sắt liền. Thì cái dây này gọi là chấp nhận được nha các bạn. Nếu tôi chấm chỉ được 4 trên 10 điểm thôi các bạn ạ. Chẳng có gì đáng, chẳng gì đặc biệt, chẳng gì quá ảo cả các bạn ạ. Chẳng có gì là siêu đỉnh cả. Toàn đồ tầm thường thôi. Nguyên liệu thôi. Hơi buồn các bạn ạ. Cùng nhìn lại đồ lần nữa nào các bạn. Đây là đồ chúng ta lấy được. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả các bạn ạ. Tầm thường quá, 4 trên 10 điểm là được rồi. Nhà này quá nghèo. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.